Theo bạn, chạm là gì? Chạm là danh từ chỉ sự tiếp xúc giữa con người với con người. Đó có thể là những hành động trong sáng giữa những người bạn thân thiết với nhau. Kiểu như thế này này. Hoặc là không. Chạm cũng có thể là động từ chỉ sự va chạm đối đầu giữa con người với con người. Chạm không phải lúc nào cũng là một hành động thân thiện. Ví dụ như lúc các bạn đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Chạm chán. Chạm là một hành động mà bạn muốn làm với crush nhưng không bao giờ thành công. Định nghĩa này chắc nhiều người sẽ thấy quen quen. Nhưng câu em đừng đi nữa, những đôi môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra. Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn, chẳng lần nỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ. Còn với chúng tớ, những thành viên của PRD, chạm có nghĩa là gì? Chạm, sự kiện kỷ niệm 12 năm thành lập khoa quan hệ công chúng và quảng cáo. Chạm là sự kiện khẳng định sự nỗ lực và phát triển trong 12 năm không ngừng nghỉ của bao thế hệ quan hệ công chúng và quảng cáo. Và đây là nơi mà chúng ta cùng nhau nhìn lại chính mình trong quá khứ, hiện tại và cùng hướng đến tương lai. Sự kiện 12 năm ngày 29 tháng 5 vào lúc 19 giờ. Hội trường C. Không chạm.